Tự nhiên mới sáng ngủ dậy mở mắt ra có một chị nhắn tin chửi một lèo luôn, kêu là bán hàng không uy tín, bán lột không ra, không giống như trên mạng, không giống TikTok đăng. Em biết làm sao bây giờ đây? Cái clip nào lột mụn em cũng nói rất là rõ ràng là mụn ở trên cái mũi của mình nó rất là cứng luôn. Bây giờ muốn lột ra được là phải ủ cái mũi này trong vòng là 1 phút cho nó trồi cái mụn này lên đã, nó trồi cái đầu trắng lên, xong rồi mình mới bôi một lớp gel. Mình bôi một lớp gel và mình để khô. Nó khô thì mình mới lột ra, còn nó chưa khô là mình lột không có ra đâu. Những cái sợi bã nhờ mụn đầu đen vẫn nhiều kia nó còn bật gốc luôn nha, giật một phát là ra hết luôn. Mấy chị nhớ giùm em nha. Và bây giờ các chị xem nó khô lại mình lột nè. Bây giờ mình lột nha. Cảm giác của mấy chị như thế nào? Rất là phê và mê và ghiền luôn. Để khô là mình lôi ra mình lột được hết những cái mụn đầu đen, sợi bã nhờ trong vòng một nốt nhạc, không đau, không sưng, không đỏ. Làm đúng đi, đừng có làm sai. Làm sao đâu chửi em, phải biết làm sao bây giờ. Nhà mình coi đi, cứ làm đúng theo quy trình của em thôi là mình sẽ lột ra được. Còn những ai mà đã mua mà chưa làm được, hoặc làm chưa đúng, hoặc lột không ra, thì cứ nhắn lại cho em Quỳnh sẽ hướng dẫn cả nhà. Nè, mấy cái mụn này chẳng lẽ bây giờ để đây nuôi cho nó mập rồi bắt đầu tự cậy nha cho nó cương mũ lên à? Chi vậy cho nó mệt, ghé em Quỳnh đi à. Em Quỳnh ở Sài Gòn, chi nhánh là Tân Bình và Gò Vấp. Nặng mụn 0 đồng là có thiệt không ta? Em Quỳnh xác nhận lại một lần nữa chính xác luôn nha. Các bạn cứ qua trải nghiệm lần đầu tiên bên em, lần đầu tiên là 0 đồng hết nha. Các bạn qua thì các bạn nhớ cái câu này giùm em, là đặt trước giùm em nha, tại vì nhiều khi đông quá luôn sẽ không có sắp xếp kịp. Nặng mụn thì mình được yêu cầu dụng cụ
đầy đủ hết. Còn ví dụ mình muốn không đau thì mình vẫn yêu cầu được nha, được yêu cầu nặng bụng không đau luôn. Bên em sẽ đáp ứng hết tất cả những cái yêu cầu của khách hàng. Những cái bạn nào mà chưa trải nghiệm bên em thử thì cứ trải nghiệm thử, hãy nhìn kết quả bên em sẽ nói lên tất cả. Kết quả em Quỳnh trả da khách hàng trước và sau mụn nám sẹo thiệt nha, chỉ trong tuần này thôi. Nặng mụn không đồng em Quỳnh nhấn mạnh lại một lần nữa để chị em mình nghe rõ nha.